À dạ cảm ơn đại gia đình. Rồi để đáp lại tấm chân tình của đại gia đình thì Nguyễn Duyên Hợp cùng với một nữ nghệ sĩ mà cũng rất ăn ý với Nguyễn Duyên Hợp đó là Chuông Quạt Vọng Cổ 2018 Võ Ngọc Quyên. Xin gửi đến một chút đoạn cải lương cũng rất nổi tiếng của Tiên Thanh được mang tên Tìm Em Nơi Đâu, mời gia đình cùng lắng nghe. Lần này một lần này nửa mai mình xa rồi, lời nào người nói đi rồi kia xa, mong tình hai đứa thôi đành ghé tay nhau, một mình bước đêm lẻ loi. Tình mình đã chết. Thôi tôi nói gì thêm nữa em ơi, định mệnh kia đôi từ đây xa cách, còn gì nữa đâu những buổi hoàng hôn ta ngồi bên nhau thắm thế tận tình. Nhưng giờ đây duyên tình đôi ta như nước chảy qua cầu, đừng ai xin hiểu cho em và đừng hờn giận sâu và ta tâm cơ. Nói thì nói vậy thôi, chứ anh nào có sắp em đâu, vì tất cả là do ba em sắp đặt. Hai chúng ta phải cúi đầu chấp nhận đôi ngã mỗi người. Anh Dũng, rồi đấy anh sẽ hiểu và sẽ thương em nhiều hơn. Khóc nữa. Còn khóc chi chuyện xưa ta trao cho nhau bao kỷ niệm vui theo tháng ngày. Anh ơi, duyên nợ trái ngang phải chăng do định mệnh trớ trêu sẽ tơ hồng xa. Được gần anh một giây phút tôi nói đi, anh nói tiếng yêu em đi, rồi mai mình phải xa nhau. Em về nơi xứ lạ, nuốt lệ em vào tim mà nghe gian dở duyên đầu. Biết rằng tình yêu đôi ta đã vĩnh biệt muôn đời, em sẽ nhớ bài buổi đầu gặp gỡ chắc yêu tình mình trong giấc ngủ đêm đêm. Em về
Xin được cảm ơn sự biểu diễn của hai nghệ sĩ trẻ của thế hệ nối tiếp Chuông Vàng Vọng Cổ Nguyễn Văn Hợp và Võ Ngọc Quyền.